Mở đầu video thì mình sẽ hát tặng các bạn một bài hát rất là tình cảm. Mời các bạn lắng nghe và thưởng thức. Anh thề là trái tim thương nhớ mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Lời mấy câu hẹn thề ngọt trên môi. Ai quan tin những thứ xa xôi, có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em là cuộc sống như những đóa hoa lay sớm mơ mãi tàn. Yêu làm mọi thứ trên thế gian. Sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây cần lá. Người thì cần tình yêu giữa ngân hà. Một lần thôi hãy tin những tình yêu thương thật thà của anh. Xin chào các bạn. Chắc chắn là qua bài hát tình cảm ngọt ngào vừa rồi, các bạn đã có một nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi nhỉ. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình đi vào khám phá ngay sự kiện big lớn nhất mùa hè này bên Bản Chung chị em ạ. Mở màn thì mình sẽ đi ngay vào chi tiết giới thiệu các thí sinh ngày hôm nay. Đầu tiên là Nụ. Nụ có một sở thích như bao thiếu nữ khác, đó là chơi búp bê. Nhưng do yêu màu đen, ghét sự giả dối và mê phim kinh dị nên dáng vẻ của Nụ có phần hơi creepy so với đám bạn cùng trang lứa. Đến màu son Nụ chọn cũng mang một màu đen khăm khẳm, đen thăm thẳm. Nó tượng trưng cho một màu u tối, bí ẩn và lôi cuốn. Tuy nhiên, hồi bé Nụ tưởng thế là ngầu, nhưng mà thực ra nó ngầu thật. Tuy bề ngoài hơi đáng sợ là thế, nhưng bên trong tâm hồn Nụ dường như rất bao la rộng lớn mà mọi chàng trai đều muốn khám phá. Người ta có câu, trâu già thích gặm cỏ non, mà trẻ con lại thích chơi đồ công nghệ. Đây là Thắm, cô gái tuổi mới nhú, nhưng đã mơ ước được là một phi công lái máy bay chính hiệu. Thắm có ước mơ, hoài bão, khát khao cháy bỏng, nhưng mà khát khao gì thì mình không biết. Chỉ biết là nhà Thắm tháng nào cũng phải mất mấy chục triệu tiền điện vì đống đồ chơi LED của cô. Tiếp theo là cô làng Thúy Hường mọng lướt tuổi đôi mươi. Một bộ trang phục độc đáo, thiết kế khá là táo bạo, phá cách. Hôm nay mình có lời khen ông thiết kế, chứ mọi hôm rủa ông nhiều quá rồi. Hường tượng trưng cho một buổi chiều hoàng hôn êm đềm, một sự kết thúc của một ngày dài đầy lưu luyến với những thứ dang dở còn chưa kịp làm, chẳng hạn như làm bài tập. Bướm hồng phải có bướm xanh, ăn no tắm mát ra sân chụp hình. Đây là Thúy Thanh, em gái cùng cha khác ông nội của Thúy Hường. Tuy là bướm nhưng không chung họ hàng. Dẫu Thanh là cô gái theo trường phái ngủ ngày cày đêm, nhưng thừa hưởng ADN từ ông nội nên cô có làn da đen nhẻm. Chính vì vậy, Thanh chọn xỉ tai đối nghịch để cho nó nổi bật. Đó chính là khoác lên mình bộ váy xanh long lánh. Đây là hình ảnh hồi bé của hai chị em. Nếu ta để ý thì cả hai bé bướm này đều có một đôi mắt hai màu khá là hay. Tuy nhiên thì lớn lên nó lại về một màu khắm lọ. Sau bốn thí sinh của chúng ta, tiếp theo sẽ là một cái ghế. Đây là ghế nhà mình đấy các bạn ạ. Từ khi nuôi con mồn lèo này trong nhà thì ghế đi đằng ghế, chăn đi đằng chăn, giường ở lại ga đi nhé. Không có một cái chỗ nào trong nhà là không có vết tích của con quỷ này. Chỗ lành thì đùm chỗ rách, mà chỗ rách lại đùm chỗ the tua. Kẻ khổ với các bạn tí thôi. Bây giờ mới là cái ghế chính hiệu đây. Xin giới thiệu với chị em, chiếc ghế 2D được xuất xứ từ Ấn Độ chính hãng, đi ngược lại với tất cả định luật vật lý, chỉ với vỏn vẹn 8 quả bóng bay mà có thể làm cái ghế no phập phồng y như trái tim chúng mình mỗi lần nhìn thấy cờ rớt vậy. Vô lý. Bà con nào mà có vấn đề về xương khớp, bệnh trĩ lâu năm không khỏi thì chỉ cần tọa mông trên cái ghế này thôi, nhà tôi cam kết khỏi 100%. Xong phần vui chơi rồi, bây giờ là quy tắc của cái cách chơi các bạn nhé. Đây là một sự kiện quay đồ liếm thưởng theo mốc, có 4 mốc chính. Mốc 1, 110. Mốc 2, 205. Mốc 3, 255. Mốc 4, 333. Tổn thất lần lượt từ mốc 1 đến mốc 4 là 3.000, 5.850, 7.350, 9.690 kim cương. Ở mốc 4 này thì chúng ta sẽ nhận được 4 bộ bích một cách ngẫu nhiên. Ở mốc 290 là 8.400 kim cương,
ta sẽ nhận được cái nền tiệc trà khá là xinh xắn. Tổn thất này đã bao gồm những lượt miễn phí trong quá trình diễn ra sự kiện. Mỗi ngày chúng ta sẽ có một lượt quay free. Ngoài ra trong quá trình chúng mình quay sẽ nhận được ngẫu nhiên 3 bộ trang phục phụ khá là xinh xắn. Cả 3 bộ đều có thể thiết kế ra những màu khác nhau. Bên cạnh đó thì có cả hai cái khung. Cái vàng thì khi sở hữu cả 4 bộ bích bạn sẽ liếm được. Còn cái xanh là đua top 200. Ngoài ra còn có nhiều món đồ phụ kiện siêu con nhà bà hiếm, bao gồm cái ghế 2D Line mình vừa giới thiệu ở trên. Chắc hẳn là chỉ số khá là độc đáo rồi. Hãy cùng mình khám phá ở phần sau nhé. Để mà lè lưỡi liếm được các món đồ phụ kiện này thì phải hy sinh từ 19.000 cục kim cương cho tới tối đa 30.000 kim cương. Thôi mình không kể nữa, chứ sợ kể nữa các bạn lại người một lơi mà tâm trí nó đang du ngoạn ở phương trời Lào. Sau đây mình qua phần thuộc tính để khám phá về 4 bộ bích nhé. Bộ búp bê với tận 22 món đồ, tận 17 tác Gothic, tha hồ mà cho các bạn phối đồ. Nếu mà mốc một hên hên mà ra bộ này thì có khi mình sủi luôn cho lướt lót trong nhé. Có 2 món tim vàng, bộ thuộc tính thì dùng cho chủ đề nữ vương không lệch một món nào. 2 món rất mạnh áp dụng cho khu thi đấu như là khoác và dây lưng. Ngoài ra phụ kiện tóc, dây chuyền, hoa tai, mặt cũng dùng cho khu thi đấu khá là ngon. Da của bộ đồ khá là đa dụng, có thể dùng được cho cả phòng hòa nhạc, vũ hội cung đình. Đánh giá thì đây là một bộ đồ đẹp, mạnh, lại còn lắm đồ lắm tác nữa. Amazing, good job, good job. Đến với một bộ sắc màu lên tới 23 món đồ, tận 19 tác tương lai và một động vật đầm và dày, có thể dùng cho tiệc ven biển. Ngoài ra đa số để vượt ải. Lắm đồ lắm tác là một lợi thế. Có tới tận 9 món đồ tim vàng, những phụ kiện khá là xinh. Bạn nào mà đam mê sắc màu thì không thể không hốt em này về tủ đồ rồi. Bộ bướm hồng với 18 món đồ, 15 tác dân tộc, một động vật. Bộ thuộc tính thì hầu như là của khu thi đấu nữ vương, có cái mặt dùng ok cho chủ đề. Các món còn lại thì ở mức bình thường. Bộ bướm xanh thì có 21 món đồ, 16 tác dân tộc và một động vật. Bộ tác thuộc tính cũng giống như đàn chị bướm hồng, đa phần dùng cho chủ đề nữ vương. Nhưng cô em bướm xanh này lại hơn hẳn về chất lượng lẫn số lượng đồ. Đầu tiên là phải kể đến quả nền trước, sở hữu chỉ số gợi cảm 3 con S. Đấy chị em ạ, bây giờ trend của nó là da đen nó mới lôi cuốn cơ. Nên là từ mai không cần phải chống nắng mặc đồ lin da làm gì nữa, cứ tắm biển 12 giờ trưa cho mình. Tiếp đến là quả mặt đất với chỉ số mạnh cho lữ vương. Ngoài ra tóc dáng dày cũng dùng được. Vậy là vừa rồi, mình đã vừa chém gió xong về sự kiện bích lễ hội mùa hè đang được diễn ra bên bản chung. Các bạn nếu mà kết quả bích này thì hãy tích góp vài chục nghìn kim cương từ bây giờ đi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Goodbye, see you again.